Hướng đi thẳng này các bạn là chúng ta sẽ đi về khu chế xuất Tân Thuận. Đây là cây cầu có tên là cầu Ông Lớn, có người thì còn gọi là cây cầu đỏ. Nhìn nó rất giống với cái cây cầu Bình Lợi. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip 15 tây tháng 1 năm 2023 chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Trần Quý cắt với Thuận Kiều và đường Lê Đại Hành. Nếu đi thẳng thì chúng ta sẽ đi về phía sân vận động Thống Nhất, ngày xưa là sân vận động Cộng Hòa. Và cô chú anh chị có thể thấy phía trước mặt của chúng ta đó là đã có một số những cái cửa hàng ở khu phố này đã nghỉ Tết, đóng cửa không có buôn bán nữa. Ở đây cái con phố này đó là chuyên bán các cái loại mút xốp, những cái vải da simili và phụ kiện làm ghế da. Còn đây là khúc giao lộ Lý Thường Kiệt, ngày xưa là Nguyễn Văn Thoại, cắt với đường Hòa Hảo. Ở trước mặt chúng ta đây các bạn đang là đường Hòa Hảo, giao cắt với đường Nguyễn Kim. Và cái tòa nhà phía trước đó là khuôn viên của sân vận động Thống Nhất. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi về Nguyễn Kim, rồi sau đó mình sẽ đi về hướng ngã 6 Nguyễn Chí Thanh. Ngã 6 Nguyễn Chí Phương giao cắt bởi Nguyễn Chí Thanh, rồi đường Trần Phú và đường Nguyễn Chí Phương. Một số các cái cửa hàng bán đồ thì Tuấn Dương thấy đã nghỉ Tết và bắt đầu mình thấy có cái không khí Tết rồi thưa các bạn. Đó là đường phố Sài Gòn thì một số nhà công ty, cửa hàng hoặc là nhà riêng đã trang trí những cái chậu hoa cúc mâm xôi, cúc vạn thọ hoặc là những cái chậu hoa mai nhìn rất là đẹp. Và hòa trong cái không khí xuân đó thì Tuấn Dương hôm nay sẽ mời quý cô chú anh chị chúng ta đi sang Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng ở khu nhà giàu quận 7. Ở Sài Gòn thì sẽ có đường Hoa Tết Nguyễn Huệ, rồi đường Hoa Tết Phú Mỹ Hưng. Rồi, hôm nay mình sẽ mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi đường Hoa Tết Phú Mỹ Hưng. Và cũng mong muốn là gửi tới quý cô chú anh chị khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay những cái lời chúc tốt đẹp nhất. Đây các bạn nhìn này, cuộc sống thì mưu sinh, cũng có những cái người mà chở hàng này rất nặng nhá, hai cái bao tải chở đi giao hàng đó. Bảng số 71 là tỉnh Bến Tre. Đây đang là ngã 6 Nguyễn Chí Phương. Phía trước mặt cô chú anh chị là tượng đài An Dương Vương. Rồi chúng ta sẽ đi qua cầu Nguyễn Chí Phương, sau đó sẽ đi ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, đi về Phú Mỹ Hưng. Thì có hai hướng đi, một là chúng ta có thể đi cái hướng qua cầu Nguyễn Chí Phương, sau đó hướng về phía đường Phạm Hùng, quận Bình Chánh,
huyện Bình Chánh, hoặc là chúng ta có thể đi qua quận 4, sau đó đi qua cầu Kinh Tẻ để sang Phú Mỹ Hưng, quận 7. Có lẽ thì Tuấn Dương sẽ đi cái con đường Nguyễn Văn Cừ. Nói chung cũng không biết là cái đường nào thì sẽ vắng. Có vẻ như là đi qua cầu Nguyễn Tri Phương thì sẽ vắng hơn. Thôi thế này đi, lát nữa thì chúng ta sẽ đi qua cây cầu Nguyễn Tri Phương để sang quận 7. Còn lúc về đó thì sẽ đi đường Nguyễn Hữu Thọ rồi qua cầu Kinh Tẻ về quận 4. Lúc này thì mình cũng chỉ đoán, phán đoán là xem cái tuyến đường nào nó vắng thôi. Chứ còn thực tế thì đường ngày Tết nó cũng bắt đầu đông đúc rồi các bạn ạ. Rồi, trước mặt chúng ta đang là góc đường Nguyễn Trãi, cắt với đường Nguyễn Tri Phương. Cây cầu Nguyễn Tri Phương đang ở phía trước mặt. Tuy nhiên muốn đi vô cầu Nguyễn Tri Phương thì chúng ta lại phải quẹo trái, quẹo phải đi vào đường Trần Phú, ngày xưa là đại lộ Nguyễn Hoàng, sau đó đi vòng ngược lại hướng hình chữ C và bị ngược các bạn ạ. Rồi, phía trước là đó, các bạn thấy là đi chỉ không để ý chút thôi là xe húc vô nhau. Đó, nghe tiếng cốp một cái. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cây cầu Nguyễn Tri Phương nhé. Đường hoa Tết Phú Mỹ Hưng thì đã khai trương ngày hôm qua. Giờ này Tuấn Dương đi qua cầu Chánh Hưng thì thấy lượng xe chưa nhiều, khá vắng, nói chung là dễ đi. Mình cũng chỉ sợ là kẹt xe thôi. Nhưng cái ngày này mà kẹt xe thì cảm giác rất là khó chịu vì thời tiết nắng nóng. Đặc biệt là đứng ở những cái ngã ba, ngã tư đường đó các bạn. Chờ những cái nhịp đèn đỏ mà hoặc là bị kẹt xe nhiều giờ, cảm giác rất là bực bội. Đây, sau khi qua cầu Nguyễn Tri Phương thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái cây cầu Chánh Hưng. Đây đang là con đường Phạm Hùng. Khúc này thì là thuộc quận 8.
cái hướng mà Tuấn Dương di chuyển từ quận 5 sang quận 8 thì có vẻ vắng hơn là từ quận 8 quay trở lại quận 5. Bên đường thỉnh thoảng thì Tuấn Dương cũng thấy có một vài điểm bán hoa cây kiểng. Nhiều tiệm thì cũng trang trí những các cái bông mai giấy trang trí ở trước cửa kính. Rồi bên tay phải này là đường Tạ Quang Bửu này, các bạn nhìn phía trước mặt đó, cũng có những cái khu mà ta bán rất là nhiều hoa. Rồi bán các cái giỏ quà Tết. Bên trái là giáo xứ Nam Hải. Hoa cúc, trái cây. Thỉnh thoảng ở đây có những cái tiệm bán vịt quay, gà quay. Đi ngang qua mà mùa hơi đói một chút, trời ơi. Nghe mà ruột nó cồn cào luôn. Đây, những xe ba gác đi bán chuối này các bạn này. Rồi, tới đây thì có vẻ như là kẹt xe rồi. Các phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau. Very very long luôn. Các xe xếp hàng nối đuôi nhau dài có lẽ là cả cây số các bạn. Đây, hướng đi thẳng là chúng ta sẽ về Long An này. Quẹo trái là chúng ta sẽ đi về Phú Mỹ Hưng. Đây, chúng ta sẽ đứng đợi đèn đỏ ở đây. Hướng đi thẳng đó các bạn là chúng ta sẽ đi về Bình Chánh, Long An. Quẹo phải chúng ta sẽ gặp quốc lộ 1 và đây đang là con đường Nguyễn Văn Linh. Đường cũng khá đông và Tuấn Dương thì đang
chờ đèn xanh để tiếp tục di chuyển. Rất đông các phương tiện. Lưu lượng xe qua đây các bạn là rất nhiều, những cái xe tải, xe container hạng nặng. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái. Đi vào con đường Nguyễn Văn Linh. Ngày xưa khu Phú Mỹ Hưng là cái khu đầm lầy, và sau khi mà có được các cái đơn vị đầu tư vào đây xây dựng thì về cái cơ sở hạ tầng đó, thì khu vực quận 7 đã phát triển hơn. Trong đó là cái tuyến đường Nguyễn Văn Linh này. Giúp giao thông cũng như là bộ mặt của quận 7 thay đổi một cách rõ rệt. Đây chúng ta đi qua cây cầu có tên là cầu Ông Bé. Hướng đi thẳng này các bạn là chúng ta sẽ đi về khu chế xuất Tân Thuận. Đây là cây cầu có tên là cầu Ông Lớn, có người thì còn gọi là cây cầu đỏ. Nhìn nó rất giống với cái cây cầu Bình Lợi. Nói về cái khu vực các cái khu công nghiệp như là khu chế xuất Tân Thuận đó, thưa các bạn, thì cách đây mấy ngày báo có đăng một cái trường hợp, đó là ở một vài cái công ty thì thưởng Tết chỉ có 100.000. Khi biết được cái thông tin như vậy thì công nhân đã đình công, không có làm việc nữa. Họ cho rằng là làm việc quần quật cả năm mà thưởng Tết chỉ được có 100.000 thì không xứng đáng. Tuy nhiên ở phía dưới cái bài báo đó thì có rất là nhiều những cái bình luận cho rằng là hiện nay là tình hình khó khăn, công ty thì không có việc làm, rồi nhiều khi phải nghỉ luân phiên, có những người còn đi làm không có lương. Các công ty cũng phải cắt máu ra, gọi là lấy máu để mà
trả tiền nuôi công nhân, nên là các công nhân cũng nên có cái sự sẻ chia với công ty. Rồi, xin mời cô chú anh chị, chúng ta vẫn tiếp tục đi trên đại lộ Nguyễn Văn Linh để tới Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, một cái cung đường cũng khá dài. Là tới đây thì Tuấn Dương thấy là đường phố đã đông đúc hơn hồi đấy một chút. Có lẽ là nhiều người đi vào Hội Hoa Xuân này để chơi. Quẹo phải chúng ta sẽ đi vào Nguyễn Đức Cảnh, đi thẳng là đi về khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Quận 7 này thì cũng có khá nhiều người nước ngoài sang sinh sống và làm việc. Nếu mà quý cô chú anh chị ngày xưa mình đã từng ở quận 7 thì xin mời quý cô chú anh chị vẫn cứ nán lại để tiếp tục xem những các cái hình ảnh về cơ sở hạ tầng giao thông ở khu vực này. Mai mốt có cô bác nào có cái ý định mình mua nhà thì có thể biết thêm về cái cơ sở hạ tầng. Đây vẫn đang là con đường Nguyễn Văn Linh. Chúng ta đi một chút nữa thôi là sẽ tới Hội Hoa Xuân. Bên phải là Crescent Mall, một cái mall lớn ở quận 7. Đây, chúng ta sẽ quẹo phải rồi nhé. Đây, đường Nguyễn Khắc Viện. Chắc là chúng ta sẽ đi thêm một khúc nữa, rồi mình sẽ kiếm cái chỗ để giữ xe.
đã thấy các bà các cô mặc áo dài rồi. Đây, mình có thể đậu xe, giữ xe ở dưới hầm hoặc là đi ở trên này. Tuấn Dương sẽ đi sâu vào trong tí xíu. Đây, chuẩn bị khai mạc này các bạn này. Đây, chuẩn bị khai mạc rồi. Thôi, chúng ta sẽ giữ xe. Đây, mình sẽ kiếm một cái bãi giữ xe ở phía trên mặt đất đi. Đây, bãi giữ xe ở phía trên. Còn nếu mà xuống dưới hầm đó các bạn, nó hơi bất tiện một chút. Rồi, giờ đi vô trong thôi các bạn. Kiếm chỗ nào trống để xe, vậy là ok.